Xin chào các bạn, mình là Hà, mình đến từ Rula Esports. Hôm nay mình sẽ cho các bạn biết để làm một cyber game chúng ta cần chuẩn bị những gì. Đi theo mình nào. Đầu tiên, bạn cần phải lên kế hoạch và tìm nguồn vốn. Trước khi xây dựng phòng game, bạn cần phải lên kế hoạch chi tiết về nguồn vốn cho dự án. Bạn cần phải biết chính xác mình có khả năng đầu tư bao nhiêu cho dự án. Thứ hai, bạn cần phải xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh. Để kinh doanh phòng game hiệu quả, bạn cần phải đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và đối tượng khách hàng của bạn. Hãy tìm hiểu thật kỹ về thị trường và đối thủ cạnh tranh của mình và phát triển những dịch vụ khác để thu hút khách hàng. Kế hoạch kinh doanh là một phần quan trọng của việc thành công trong kinh doanh phòng game. Kế hoạch kinh doanh của bạn cần phải bao gồm những yếu tố sau. Sản phẩm và dịch vụ của bạn là gì? Giá cả của sản phẩm và dịch vụ bạn đang chuẩn bị đầu tư. Đối tượng khách hàng bạn đang chuẩn bị hướng tới là ai? Học sinh, sinh viên, người đi làm? Phương tiện quảng cáo và truyền thông của bạn sẽ là gì? TikTok, YouTube hay là Facebook? Chiến lược marketing về dự án của bạn đang chuẩn bị làm là gì? Việc tạo ra một kế hoạch kinh doanh chi tiết sẽ giúp bạn định hình được các mục tiêu cụ thể của mình và từ đó chỉ tập trung vào những hoạt động cần thiết để giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Phải có chỗ để xe tương đương với số lượng máy. Phải được hoạt động kinh doanh bếp, đồ ăn. Phải được kinh doanh 24/7 và ra vào văn đêm thuận lợi. Đông học sinh, sinh viên thuận lợi đi lại. Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch về dòng tiền, kế hoạch về nhân sự và nhà thầu triển khai. Trên góc độ là một nhà đầu tư, bạn nên thuê một đơn vị có thể là setup tổng thể dự án của mình để bạn có nhiều thời gian quan sát, điều chỉnh và có thể lên các kế hoạch theo đúng ý mình hơn. Xây dựng cơ sở kinh doanh bao gồm một số bước dưới đây như thiết kế phòng game, thi công phòng game, lựa chọn máy tính có cấu hình phù hợp, lắp đặt đường truyền mạng, lắp đặt camera giám sát, mua sắm và lắp đặt thiết bị bar, bếp, các giấy tờ pháp lý cần như giấy phép kinh doanh, chứng chỉ tin học, lập kế hoạch vận hành dự án, chuẩn bị các sản phẩm kinh doanh như triển khai phần mềm tính tiền máy, dịch vụ, lập menu, triển khai sản phẩm đồ ăn, đồ uống, làm việc với các nhà cung cấp đồ ăn, đồ uống, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, triển khai quảng cáo và truyền thông. Và đó là những thứ chúng ta cần phải nắm để sẵn sàng mở một cyber game. Chúc bạn thành công! Rula Esports xin cảm ơn!